Baby bus. Ura! Chào mừng đến cửa hàng thủ công. Hãy cùng làm mấy món quà này đi. Bạn muốn làm món quà nào? Đồ chơi. Hãy lấy mấy khúc gỗ nhé. Cưa xong khúc gỗ rồi, cùng bắt đầu làm đồ chơi nào. Thêm hình dáng là làm xong đồ chơi rồi. Bạn muốn hộp quà nào nhỉ? Được gói rất đẹp đây này. Hay lắm, thế là xong một món quà nữa rồi. Cùng làm thêm mấy món quà nữa nha. Kẹo. Bạn có thể làm được kẹo với trái cây đó. Trộn các loại trái cây. Cùng làm siro nhé. Siro vào khuôn đi nào.
phủ đường bột lên kẹo nào. Sắp xếp chúng thật đẹp nhé. Gói kèo lại là xong món quà rồi. Bạn muốn có quà nào nhỉ? Món quà đã được gói rất đẹp đây này. Hay lắm, thế là xong một món quà nữa rồi. Cùng làm thêm mấy món quà nữa nha. Vương miện. Hãy lấy một ít đá quý đẹp để làm vương miện nhé. Bạn thích vương miện nào nhỉ? Đặt đá quý vào vương miện nhé. Trang trí một chút thôi là làm xong vương miện rồi. Bạn muốn hộp quà nào nhỉ? Món quà đã được gói rất đẹp đây này. Hay lắm, thế là xong một món quà nữa rồi. Cùng làm thêm mấy món quà nữa nha. Đồ chơi nhồi bông. Cần nhồi rất nhiều bông để làm đồ chơi nhồi bông đây. Loại bỏ thân cây nào. Bạn muốn làm cái nào đây nhỉ? Nhồi chắc bông vào đồ chơi nhé.
làm thêm mặt cho đồ chơi nhồi bông. Lắp thêm vài phụ kiện là xong đồ chơi nhồi bông rồi. Bạn muốn hộp quà nào nhỉ?